Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh podcast The Workaholic cùng với Trang. Các tập podcast vừa qua thì chúng mình đã cùng nhau chia sẻ nhiều về những câu chuyện phát triển bản thân rồi đúng không? Và một số những cái cách thức làm sao để làm việc hiệu quả hơn trong nghề tuyển dụng hoặc là trong những cái ngành nghề khác. Gần đây thì với vai trò là một người làm tuyển dụng và chứng kiến những cái trường hợp nghỉ việc xung quanh mình rất là nhiều. Đồng thời cũng có rất nhiều bạn gửi thông tin đến kênh podcast The Workaholic để hỏi về cái việc layoff. Cụ thể là nhiều bạn phải dừng việc một cách rất là bị động thì sẽ phải làm như thế nào? Và làm thế nào để vượt qua cú sốc tâm lý để tìm được một công việc mới nhanh chóng hơn? Vì vậy, tập podcast này thì Trang sẽ chia sẻ góc nhìn của mình và có thể gợi ý một số giải pháp cho cái câu chuyện layoff nha. Đầu tiên thì mình hãy đi từ bối cảnh trước đã. Năm 2023, cuối năm 2022 thì mình đã có rất nhiều các cái tín hiệu thiếu lạc quan trên thị trường rồi đúng không? Không chỉ tại Việt Nam mà trên thế giới, các bạn có thể nghe thấy rất nhiều như là Microsoft, Google hay Amazon và các cái tên lớn khác nữa thì đều có sự ảnh hưởng rất lớn và số lượng nhân sự layoff nhiều khiến mọi người tương đối là hoang mang. Và ở Việt Nam thì cũng vậy. Mặc dù nghe âm thầm hơn nhưng đâu đó nếu mà các bạn để ý các cái phương tiện truyền thông hay báo đài hoặc xung quanh mình đây thôi, kể cả tại công ty mình và những công ty bạn bè mình cũng có những cái thứ phải tối ưu, đặc biệt là về con người. Thực tế thì cho thấy là không chỉ là cấp nhân viên thôi, mà có cả các vị trí quản lý đều có thể nằm trong vòng nguy hiểm. Điều này thì nó xảy ra, mình thấy nhiều là do yếu tố tùy thị trường. Một số đơn vị thì họ lại có những cái sự sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong nội bộ. Vì vậy là mình không thể chủ quan được là liệu mình có nằm ở trong vòng nguy hiểm hay không. Thì mình tạm phân chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là chưa thuộc diện cắt giảm và chưa có thấy có dấu hiệu gì rõ ràng cả. Nhưng đối với mình ấy, thì đừng có mất bò mới lo làm chuồng. Như ở trên thì mình cũng đã đề cập thì ai cũng có thể có tên trong danh sách tinh giản. Và vì vậy mình không thể chủ quan được mà hãy chuẩn bị các cái phương án. Và nếu mình ở trong diện phải nghỉ việc thì sẽ phải làm sao? Sẽ cần chuẩn bị những gì? Tài chính thì hiện trạng đang làm sao? Có thể duy trì được bao nhiêu lâu, bao nhiêu tháng? Và có nên để ý trước các cái công việc phù hợp với bản thân mình trước khi mà mình nghe thấy là mình phải nghỉ việc hay chưa? Và hãy bắt tay vào thực hiện các việc dự phòng như thể là mình có thể thuộc trong danh sách cắt giảm. Còn nhóm thứ hai là nhóm đã rất rõ ràng là có tên trong danh sách nghỉ việc rồi hoặc là đã nghỉ rồi thì đừng chần chừ, hãy nhanh chóng tham khảo thử các gợi ý của mình như sau. Thứ nhất là hãy đánh giá bản thân với một góc nhìn tích cực. Bình thường khi mà mình đi tìm kiếm công việc thì mình sẽ có cái bước là xem lại bản thân đúng không? Hiểu bản thân. Nhưng ở đây mình muốn add thêm một ý nữa, đó là với góc nhìn tích cực. Rất nhiều người xung quanh mình thì sẽ đặt các cái câu hỏi như thế này: tại sao lại là mình? Tại sao mình lại nằm trong danh sách cắt giảm, danh sách tối ưu mà không phải là người khác? Và tâm trạng thì buồn bã rất là nhiều ngày và đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó. Bản thân mình là một người quản lý thì mình cũng có những cái thành viên trong team phải dừng công việc. Bản thân mình cũng có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực vào những ngày đầu tiên mà mình nhìn thấy danh sách tối giảm. Thì lúc đó mình cũng nghĩ là tại sao lại là người này, tại sao lại là người kia, làm cách nào để có thể giữ được hay không. Nhưng mà nếu mà nhìn ở một cái góc độ khách quan hơn, tích cực hơn ấy, thì cái việc cắt giảm nhân sự, tối ưu nhân sự không phải là giảm đi những người yếu kém, không phải là vì mình quá là kém, mình yếu quá thì mình phải giảm. Mà cái việc này nó là yếu tố từ thị trường. Thị trường khó khăn thì khiến các công ty cũng cần tối ưu, giảm tải những cái dự án mới, giảm một số cái lượng việc nhất định. Vì vậy nên số lượng người cần thiết cho công việc này nó cũng ít đi, nên mình phải cắt giảm là chuyện rất là bình thường. Và họ chọn giữ lại những người được coi là phù hợp nhất, chứ không phải là người giỏi nhất. Và việc cắt giảm cũng là phương án bất đắc dĩ đối với công ty. Không một ai muốn cái điều này xảy ra cả. Và điều quan trọng là hãy tập trung vào đánh giá các cái điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình, những cái kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy,
Hãy liệt kê ra những mong muốn sắp tới được cụ thể để mình có thể sẵn sàng cho bước tiếp theo. Đối với mình, tâm lý nó rất là quan trọng, nên mình có một cái góc nhìn tích cực. Mình hiểu đây là khó khăn của thị trường và công ty, và bản thân mình không phải là do kém cỏi mới bị cắt giảm. Thì lúc đấy cái tư duy, cái nhận thức của mình nó đã khác đi rồi, thì mình sẽ sẵn sàng cho những bước tiếp theo được thoải mái hơn. Bước thứ hai đó là cập nhật và xây dựng hồ sơ tìm việc, một CV hoàn chỉnh và tốt nhất. Sau khi mà mình nhìn lại các cái kinh nghiệm, điểm mạnh, điểm yếu của mình, và mình biết là những cái vị trí mà mình muốn hướng đến, thì mình hãy so sánh cái sự phù hợp của kinh nghiệm đã có và vị trí mà mình mong muốn ứng tuyển. Bạn hãy thật sự dành rất nhiều tâm huyết để tạo cho mình một bản CV chỉnh chu, đầy đủ và phù hợp với vị trí ứng tuyển nhất. Mình cứ hay vừa đùa vừa thật với các bạn xung quanh rằng cả một đời người thì chỉ có vài lần đi phỏng vấn tuyển dụng thôi. Làm sao thì phải làm cho thật tốt và chuẩn chỉnh. Và hơn nữa này, hãy lưu ý tôn trọng thời gian của chính bản thân và cả nhà tuyển dụng bằng cái cách là mình chuẩn bị thật tốt cho CV, cho buổi phỏng vấn, tìm hiểu thật kỹ trước khi ứng tuyển và chỉ lựa chọn những cái nơi mà mình xác định có những cái phù hợp nhất định để mình đi phỏng vấn, chứ không đi phỏng vấn tràn lan, mất thời gian và mất tinh thần. Và hiện tại các website tìm việc thì đã có những biểu mẫu CV để giúp bạn có thể nhanh chóng tạo được CV ưng ý mà không mất thời gian căn chỉnh quá nhiều. Sau khi hoàn thành CV rồi thì bạn có nên thêm một bước là xin ý kiến từ người thân, bạn bè, những anh chị có nhiều kinh nghiệm hơn về tuyển dụng để được góp ý về bản CV, đảm bảo là mình không vướng những cái lỗi sai nhỏ nhất trong bản CV của mình. Bước thứ 3, tìm kiếm cơ hội mới tại đa kênh. Và lưu ý, mối quan hệ chất lượng là kênh hiệu quả nhất. Bạn có thể tìm kiếm cơ hội mới với các vị trí tương đương ở trong những cái ngành nghề mà bạn đã rất là quen thuộc rồi, hoặc những cái cơ hội ở các lĩnh vực khác. Đừng quên rằng là khi nghỉ việc cũng là cái cơ hội để bạn có thể khám phá được những cái lĩnh vực mới và phát triển những cái kỹ năng mới nha. Đừng tự giới hạn bản thân. Một lưu ý là bạn hãy tìm kiếm công việc bằng đa kênh, có thể là trực tuyến như LinkedIn này, TopCV này, Indeed, Glassdoor, Vietnam Works Jobstreet. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm qua các mối quan hệ chất lượng của bạn. Bạn có thể thông báo với một vài người bạn rằng bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc. Đối với mình thì việc này rất là hiệu quả. Bản thân mình cũng đã trải nghiệm và tìm được công việc thành công. Và cái việc mà mình được giới thiệu trực tiếp qua một ai đó có nhiều uy tín ấy, thì sẽ khiến bạn có nhiều lợi thế. Bước thứ tư, đừng quên dành thời gian học tập và nâng cao năng lực. Rất nhiều bạn đã dành toàn bộ thời gian để làm việc trong nhiều năm mà không có khoảng nghỉ để trau dồi năng lực. Với góc nhìn tích cực thì có thể cái thời điểm mà mình nghỉ việc là thời điểm để mình mài giũa các cái kỹ năng, kiến thức qua các cái khóa học trực tiếp hoặc là trực tuyến. Từ cái bước mà mình đánh giá bản thân ở những bước đầu ấy, và mình xác định cái mong muốn, những cái vị trí mình muốn apply, thì bạn hoàn toàn có thể nhìn rõ được cái điểm nào là điểm thiếu trong năng lực và mình cần cải thiện điểm nào thì nó sẽ tốt hơn. Và có các cái khóa học online, offline, có phí hoặc mất phí, bạn có thể đi tìm kiếm và lựa chọn theo đúng cái khả năng của mình, cái khả năng về tài chính của mình. Và mình tin rằng nếu mà bạn đã có một cái mong muốn đủ lớn và nhu cầu rõ ràng ấy, thì bạn luôn có cách thức để nâng cao năng lực. Bước thứ 5, luyện tập kỹ năng phỏng vấn. Phải thực tế rằng cái thời điểm khó khăn này là thời điểm khó khăn chung của thị trường, thì việc tìm việc cũng sẽ khó hơn rất nhiều so với những cái thời điểm khác. Như năm ngoái có thể tìm việc nó sẽ tốt hơn và ít lựa chọn hơn, cạnh tranh cao hơn. Chính vì vậy, bên cạnh một cái bản CV thật tốt ấy, thì bạn cần luyện tập phỏng vấn thật là kỹ càng. Hãy lên list những cái câu hỏi mà bạn có thể gặp trong phỏng vấn, rà soát lại các cái kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến vị trí ứng tuyển và chuẩn bị những cái câu trả lời phù hợp nhất, khoe khéo được những cái kinh nghiệm của bản thân liên quan đến cái yêu cầu của vị trí mà mình đang ứng tuyển. Như trong một tập podcast thì mình cũng có hướng dẫn cái việc tìm việc bằng sự hỗ trợ của ChatGPT, thì có cả phần luyện tập phỏng vấn này, thì bạn hãy thử nghe phần podcast đó nha.
Và cũng đừng quên cái việc mà so sánh, tìm hiểu thông tin của công ty, công việc và thị trường để mình có những cái câu trả lời nó thực tế hơn, phù hợp hơn và có ở trong đó những cái sự cầu thị vì mình đã tìm hiểu một cách rất kỹ càng. Bước thứ 6 cũng là bước cuối cùng, đó là hãy giữ tinh thần lạc quan và đừng quên tìm kiếm người đồng hành. Trong giai đoạn khó khăn này thì chắc chắn không thể tránh khỏi mình có những cái suy nghĩ tiêu cực, chán nản, hoặc là thậm chí đôi khi mình apply, mình phỏng vấn một vài nơi rồi mình chưa đạt kết quả như mong muốn. Thì hãy tin rằng đâu đó vẫn có cơ hội cho bạn. Chỉ cần cái sự kiên trì tìm kiếm và chuẩn bị tốt hơn nữa, rút kinh nghiệm từ những cái buổi phỏng vấn trước. Song song quá trình này, người thân, bạn bè và đồng nghiệp hoặc là sếp cũ có thể là người đồng hành của bạn. Bạn hãy chia sẻ cùng họ và thường xuyên xin lời khuyên thử xem sao. Có nhiều người có thể giúp bạn, đôi khi họ chỉ chờ một cái câu hỏi, một cái gợi ý từ bạn mà thôi. Những cái người bên ngoài đôi khi sẽ có những cái góc nhìn tỉnh táo hơn, khách quan hơn để có thể giúp bạn đưa ra các cái quyết định phù hợp. Và đừng tự cô lập, cô đơn trong chính cái cuộc hành trình tìm kiếm công việc của bản thân bạn nhé. Trên đây là những gợi ý theo góc nhìn và kinh nghiệm của mình. Hy vọng có thể góp một phần nhỏ để giúp bạn có một cái đoạn đường dễ chịu hơn. Nếu có bất cứ gợi ý gì có thể bổ sung, đừng ngại có thể chia sẻ cùng mình và mọi người nhé. Lần đầu tiên tại podcast The Workaholic thì mình mong rằng bạn có thể chia sẻ podcast này đến với nhiều người hơn. Biết đâu là xung quanh cũng có những người cần thì sao? Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng The Workaholic Podcast.